Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giao cái piano Yamaha P105 cho một bạn khách ở chuyển dài luôn nha mọi người. Đây là một dòng nhỏ gọn phù hợp trong các phòng trọ cho các bạn nè. Các bạn sinh viên, học sinh gì đó cần thì bây giờ mình đang tiến hành lắp ráp lại nha. Đây là cái khăn phủ phím nha bạn. Khi mà bạn đánh là bị chảy lên. Rồi, đây là cái pedal. Rồi, bây giờ mình test qua sơ trước cho bạn thử nha. Tặng cho bạn một cái ghế tăng. Tăng lên tăng xuống được luôn nha. Hàng này nhập khẩu của Nhật Bản rất là hay nha. Nhà mình sẽ đánh một bài quen thuộc thôi. Cái dòng này phím nó rất ok, mình cũng đi chơi show cây này nên mình giới thiệu cho bạn, bạn có thử qua nha. Bạn này bạn không biết đánh đàn rồi nha mọi người. Anh chị em nào cần tư vấn thì cứ inbox mình nha. Uy tín chất lượng luôn. Đó các bạn ha. Đó, anh này anh chơi rất là ok luôn nha. Bạn cảm thấy cái đàn này như thế nào nhỉ? Rồi, phím rất là hay, phím rất là tinh tế, rồi đàn nhỏ gọn, rồi âm thanh hay, rất chất lượng tốt. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. À, lần sau nếu mà có đổi đàn cơ hay gì cứ ủng hộ mình nha. Rồi, ok bạn. Rồi, cảm ơn bạn nha.